Chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta thay đổi cái tốc độ của cái quạt này bằng cái tụ điện của chúng ta. Ở đây là cái tụ điện, đây là tụ điện 6 microfarad của chúng ta. Thì để thay đổi được cái tốc độ của cái quạt thì chúng ta có rất là nhiều cách. Cái nguyên lý của thay đổi cái tốc độ quạt là chúng ta sẽ thay đổi cái điện áp đạt vào hai đầu của cái điện áp cấp nguồn cho cái quạt. Thì cái điện áp càng thấp thì cái quạt của chúng ta nó sẽ quay càng chậm. Thì ở đây các bạn thấy, thì cái quạt của chúng ta nó, khi chúng ta bắt thêm cái tụ vào thì cái quạt của chúng ta nó chạy rất là chậm. Đấy, tùy theo cái dung lượng của cái tụ thì cái quạt của chúng ta nó có thể quay nhanh hoặc là quay chậm. Và mục đích của chúng ta là giả sử như chúng ta cần cái motor cái tốc độ thấp thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái này. Ví dụ như là cái quạt của chúng ta mà ta sử dụng cho người già và trẻ nhỏ, khi ngủ thì chúng ta bật, giả sử như chúng ta bật cái số 1 thì cái tốc độ nó vẫn còn lớn thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp này. Thì hoặc là những cái hòn quán ăn để chúng ta cần đủ vùi đó, thì chúng ta cũng sử dụng cái này để chúng ta giảm cái tốc độ của cái động cơ. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thực hiện cái đấu nấu cái mạch này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi đấu nấu. Ở đây thì ta sẽ chuẩn bị một cái, ở đây là một cái phít cắm, ở đây mà gọi là cái phít cắm đực, đây là một phít cắm cái. Và tiếp theo là ta sẽ chuẩn bị các cái con tụ này. Đây là cái con tụ 4 microfarad, điện áp là 400V xoay chiều. Đây là cái tụ 6 microfarad, điện áp cũng 400V xoay chiều. Và đây tôi có một cái tụ nữa, thì cái tụ này là tụ 2 microfarad, cũng là 400V. Cái tốc độ quay nó phụ thuộc vào cái dung lượng của cái tụ này. Cái tụ dung lượng của tụ càng nhỏ thì cái tốc độ quay nó càng chậm. Và để chúng ta ghép tụ thì các bạn muốn ở đây, nếu như ta ghép hai cái tụ 4 mi và 6 mi này, ta ghép nối tiếp lại thì cái điện dung tương đương của nó là theo cái công thức thì chúng ta tính ra được nó là 2.4 microfarad, thì nó gần tương đương với lại con tụ này. Thì bây giờ tôi sẽ đáo để cho các bạn xem. Thì ta sẽ sử dụng cái ta có thể ghép nối tiếp hai cái con tụ này lại, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái con tụ này làm cái điện dung tương đương. Thì bây giờ tôi sẽ đáo cái con tụ 4 mi này để cho các bạn xem. Và tôi sẽ đáo hai trường hợp là một con tụ 4 mi và một con tụ 20 mi để cho các bạn xem thử cái tốc độ thay đổi của nó. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái phí cám này ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nấu. Mở luôn cái phí cám này. Bây giờ ta tiến hành đấu nấu như sau. Thì ta sẽ sử dụng một cái đầu dây. Chúng ta sẽ cào hai cái cực của cái phít này với lại cái phít này lại với nhau. Thì đầu tiên là ta sử dụng cái dây màu vàng này. Ta sẽ cào về một cái cực của cái phít cám này. Và bây giờ ta có được một cực của cái này rồi. Còn một cực còn lại của cái phít này. Cái tụ này thì nó có hai cái đầu dây. Thì một cái đầu dây là các bạn bắt vào cái phít này, và một cái đầu dây là các bạn, hai đầu dây thì các bạn sẽ bắt vào hai cái phít. Đây, ta lấy một sợi của cái tụ này. Ta bắt vào cái cực của cái phít này. Và sợi còn lại sẽ bắt vào cái phít bên này. À, bây giờ ta sẽ gài cái phít này lại. Tiếp theo ta sẽ gắn vào cái phít này. Ta đậy nắp lại.
Đấy, vậy là ta đã nấu nấu xong cái bạch này. Thì nó đơn giản là ở đây là một cực, cái tụ này có hai cực thì ta sẽ đáo vào hai cái chân của hai cái phít này. Và hai cái chân cộng lại hai phít này ta sẽ cầu chung với nhau. Thì đây tôi cũng đã bắt sẵn một cái đây, đây cũng là một cái bộ của nó. Bây giờ tôi sẽ đây là cái tụ 2.5 của chúng ta. Tôi sẽ gắn thêm cái một bộ nữa. Thì một bộ là chúng ta sử dụng là cái tụ 40 và một cái bộ là chúng ta sử dụng cái tụ 20 của chúng ta. Thì mục đích tôi bắt hai cái tụ này, hai cái bộ này thì để cho các bạn theo dõi cái tốc độ của nó thay đổi như thế nào. Thì ở đây cái tụ 20 này thì nó sẽ cái quạt của chúng ta nó sẽ quay chậm hơn cái tụ 40 này. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái mạch này hoạt động. Thì đầu tiên ta sẽ sử dụng cái tụ 40 của chúng ta. Ở đây ta sẽ cắm cái phít cắm nguồn của cái quạt vào cái bộ tụ của chúng ta. Tiếp theo là ta sẽ cắm cái phít còn lại vào cái ổ cắm nguồn. Đấy, bây giờ các bạn thấy cái con sót cái tốc độ quạt của chúng ta, cái quạt của chúng ta nó chạy rất là chậm. Ở đây ta cũng có thể thay đổi cái tốc độ của cái quạt bằng các cái số ở trên cái quạt của chúng ta. Đấy, các bạn thấy cái tốc độ quạt nó quay rất là chậm. Đấy, đây là cái con tụ 40 của chúng ta, ta nấu tiếp vào trong cái quạt của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử với con tụ 20. Thì nó con tụ 20 này thì nó sẽ tốc độ của nó quay cho nó sẽ chậm hơn cái con tụ 40 của chúng ta. Bây giờ mời các bạn quan sát. Ta cũng bật số 1 lên. Đấy, các bạn thấy là cái tốc độ quạt của chúng ta nó quay giảm xuống rõ rệt. Đó, nó quay rất là chậm. Đây, ta thay đổi sang số 2. Các bạn thấy là cái quạt của chúng ta nó cũng vẫn quay chậm. Số 3 thì nó quay cũng chậm. Các bạn, cái tốc độ quạt nó quay chậm mà chúng ta nhìn thấy rõ luôn. Bây giờ tôi sẽ đo cái điện áp giữa hai cái đầu cực của cái quạt để cho các bạn thấy là cái điện áp của nó giảm xuống còn ở đây xem thử là cái điện áp của nó là bao nhiêu. Đấy, các bạn thấy cái điện áp của nó chỉ còn có một nửa, còn có 114. Và sau khi các bạn cái tụ này nó đang tích điện, sau khi các bạn lấy cái tụ ra thì các bạn để xả cái điện áp điện tụ nên nó không, các bạn chờ vào cái tụ nó sẽ giật đấy. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành xả tụ. Đấy, các bạn nghe cái tiếng tách là cái tụ của chúng ta nó phán điện, nó xả điện áp đấy. Nếu các bạn thấy cái kiến thức ở trong video này là hữu ích thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cái video này để nhiều người được biết đến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và video này chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.